Ok, hôm nay mình sẽ đến với phần bài giảng về các trường hợp tam giác bằng nhau. Thì phần 1 sẽ là gì? Sẽ là định nghĩa. Bây giờ định nghĩa của hai tam giác bằng nhau là gì? Anh sẽ vẽ một cái hình minh họa hai tam giác. Bây giờ chẳng hạn như là anh có hai cái tam giác đi. À, không có tam giác thường, không lấy tam giác vuông cũng được. Bây giờ thế nào là hai tam giác bằng nhau? Nhìn cho đây là A, B, C. Bên đây sẽ là D, E, F. Thì ta có gì? Tam giác A, B, C bằng với tam giác D, E, F khi và chỉ khi toàn bộ các cạnh tương ứng bằng nhau và toàn bộ các góc ở vị trí tương ứng bằng nhau. Chẳng hạn như có gì? AB bằng gì? Sẽ bằng với thằng DE. Thằng này bằng thằng này. Thằng BC sẽ bằng với thằng EF bên đây. Nhớ là ở các vị trí giống nhau, nó phải bằng nhau, bằng EF. Và thằng này AC sẽ bằng với DF. Và những cái góc ở vị trí tương ứng cũng phải bằng nhau luôn. Chẳng hạn như là mình có góc này sẽ bằng với góc trên chóp này. Góc chỗ này nó sẽ bằng với góc chóp chỗ này. Và cái góc cuối cùng chỗ này nó cũng phải bằng với thằng kia luôn. Là sao? Là mình có gì? Góc A nó sẽ bằng với góc D. Và góc B nó sẽ bằng với góc C. Góc B sẽ bằng với góc E. Góc B sẽ bằng với góc E. Và góc còn lại là góc gì? Góc C. Nó sẽ bằng với góc F. Đó chính là định nghĩa. Đầu tiên, hai tam giác bằng nhau. Định nghĩa tam giác bằng nhau là gì? Là các cạnh tương ứng ở vị trí tương ứng bằng nhau. Và các góc ở vị trí tương ứng cũng phải bằng nhau. Đó chính là định nghĩa của hai tam giác bằng nhau. Rồi, bây giờ mình đưa thẳng bài chính hôm nay luôn là gì? Hai, các trường hợp chứng minh hai tam giác bằng nhau. Đầu tiên, anh sẽ vẽ những cái hình chỗ này. Trường hợp thứ nhất là cái trường hợp đơn giản nhất là gì? Trường hợp đầu tiên là gì? Trường hợp cạnh cạnh cạnh. Có nghĩa là sao? Khi mà toàn bộ các cạnh của tam giác này đồng thời bằng với toàn bộ các cặp cạnh tương ứng của tam giác kia thì hai tam giác sẽ bằng nhau. Chẳng hạn như thằng AB bên đây nó phải bằng thằng DE bên đây, thằng AC bên chỗ này nó phải bằng với thằng DF bên chỗ này, và thằng BC dưới đây nó cũng phải bằng thằng F chỗ này. Thì ta suy ra được là tam giác mình phải ghi đúng cái đỉnh ABC đồng dạng với tam giác DEF. Đó, mình phải ghi đúng đỉnh A chung với đỉnh D. Tại sao? Vì thằng A chỗ này, D chỗ này, mình phải đúng cái vòng đỉnh của nó. Cái trường hợp thứ hai mình cũng hay gặp nữa, đó là nó chính là trường hợp sai cạnh góc cạnh
Đây sẽ là A, B, C, D, E, F. Thì cạnh góc cạnh nó như thế nào? Đầu tiên mình sẽ nhắc lại cái kiến thức cũ, cái góc tạo bởi hai cạnh là như thế nào để mình sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ anh có một cái cạnh như thế này. Anh có một cái góc như thế này. Anh đặt tên cho nó là đây là tâm on. Đây là A. Đây là hai cái tia. Đây là B. Thì ta có gì? Ta gọi cái góc tạo bởi tia OA và OB là chính là góc này đây. Chính là góc nằm giữa hai cạnh. Đó. Thì cái trường hợp cạnh góc cạnh này nó sẽ dùng cái điều này để chứng minh là gì? Khi mà một góc nằm được tạo bởi hai cái cạnh chung nhau tại một điểm thì nó sẽ có trường hợp là cạnh góc cạnh. Rồi quay lại. Khi mà mình có góc A bằng với góc D và gì? Thì hiển nhiên là gì? Thằng nào tạo nên góc A? Chỉ có thằng AB. Thằng nào tạo nên góc A nữa nó chỉ có thằng AC. Đó. Thì cái này là cạnh nè, sai nè, angle nè. Sai. Bên đây cũng vậy. Nó cũng phải bằng. Thì mình sẽ suy ra được là gì? Tam giác A, B, C nó cũng bằng với tam giác D, E, F. Mình có thể viết tắt là gì? S, S, S. Hoặc là gì? S, A, S. Trong lúc thi. Đó, và hai cái thằng này chính là hai thằng mình sẽ gặp nhiều nhất ở trong bài thi luôn. Đầu tiên là thằng gì? SSS có nghĩa là gì? Cạnh, cạnh, cạnh. Và thằng thứ hai sẽ là cạnh góc cạnh, hai thằng mình hay gặp rất là nhiều ở trong những cái đề thi. Đó, bây giờ tới cái chuyện đây là rồi tiếp đến hai thằng còn lại thì lâu lâu nó mới có, nhưng mà đa phần nó sẽ rơi vô một trong hai thằng này. Thằng tiếp theo nó sẽ là xóa cái này đi. Sẽ đặt những cái đỉnh đó là A, B, C, D, E, F. Trường hợp tiếp theo nó sẽ là trường hợp góc cạnh góc. Có nghĩa là sao? Bây giờ mình có một cạnh này đi, chẳng hạn như là cạnh AB. Đó. Thì hai cái góc tương ứng với nó phải là hai cái góc mà chữ đỉnh A chỗ này và chữ đỉnh B. Mình chọn cạnh nào thì nó phải đi theo với hai cái góc ở chỗ cạnh đó. Chẳng hạn như là chỗ này nó sẽ bằng với phải bằng với thằng này. Bây giờ chẳng hạn như anh có một cái tam giác như thế này đi. Đây là tam giác ABC. Bây giờ anh nếu mà anh chọn cạnh BC đi thì bắt buộc hai cái góc đó phải là hai góc B và góc C. Đây chính là hai góc này. Còn nếu anh chọn cạnh AC đi thì hai cái góc đó bắt buộc phải là góc này, góc A với là góc C. Thì cái trường hợp và cạnh AB thì nó phải là góc B với góc A. Nó chính là cái trường hợp góc cạnh góc được sử dụng trong việc chứng minh tam giác bằng nhau. Tam giác ABC sẽ bằng với tam giác DEF góc. Khi mình ghi cái trường hợp tam giác bằng nhau á, thì mình phải nhớ là ghi đúng như là SAS, ASA. Đó. Còn cái trường hợp cuối cùng là sao? Còn trường hợp cuối cùng
Trường hợp cuối cùng sẽ là trường hợp góc góc cạnh. Đó, mình sẽ phân biệt được hai cái thằng góc cạnh góc với góc góc cạnh nó khác nhau như thế nào. Góc góc cạnh có nghĩa là sao? Thì nó sẽ khác hẳn so với cái thằng góc cạnh góc. Là ví dụ như mình chọn hai góc, góc B với góc A, thì cái cạnh nó không phải là được cạnh AB, nó có thể là cạnh BC. Đó, chẳng hạn như là bên đây thì nó cũng phải tương ứng theo, nó phải chọn là cạnh F. Chẳng hạn như A sẽ vẽ một cái tam giác thì mình minh họa ngay chỗ này. Đây, trường hợp góc cạnh góc. Góc cạnh góc là trường hợp này, còn cái này sẽ là góc góc cạnh. Đầu tiên, anh sẽ mô phỏng lại trường hợp góc cạnh góc trước. Nói góc cạnh góc thì sao? Khi mà mình chọn một cạnh thì phải nó phải đi theo được hai góc kế bên chỗ này. Nó sẽ là trường hợp số 3. Là trường hợp này đây. Còn khi mà sao? Khi còn cái trường hợp cuối cùng là gì? Góc góc cạnh là sao? Khi mình chọn trước nó hai cái góc. Chẳng hạn như góc A với góc B. Thì nó không được là cái góc, nó không được là cái cạnh, mà chứa hai góc này, nó phải là một cái cạnh nào đó thì chứa một góc thôi, là cạnh này hoặc là cạnh này. Đó, hai trường hợp này nó khác nhau hoàn toàn. Một thằng thì sao? Một cạnh hai góc, hai góc nằm kế bên. Còn một thằng thì có hai góc trước, còn cái thằng cạnh kia nó không có được nằm chứa hai góc này, nó phải chứa một trong hai thôi. Đó chính là cái trường hợp thứ tư. Tam giác ABC bằng với tam giác DEF. Trường hợp nào? AAS. Đi thi mình hay thường ghi AS hơn. Còn có thể là ghi hoặc là SAA cũng được. Nhưng mà anh lưu ý là mình nên ghi là cái này. Đó. Thì đây là bốn trường hợp tam giác bằng nhau. Thì đến với một cái nữa đó là khi mà mình có những tam giác bằng nhau thì mình được quyền suy ra những cái cặp cạnh tương ứng bằng nhau và những cái góc bằng nhau. Thì đa phần ấy, ở trong cái phần mà phần thi geometry, khi mình chứng minh, ví dụ như chứng minh cạnh này, một cái cạnh bất kỳ, một cái đường thẳng bất kỳ bằng cái đường thẳng kia, 99% mình sẽ dùng trường hợp là tam giác bằng nhau. Đó. 99% sẽ sử dụng là tam giác bằng nhau. Ví dụ như mình chứng minh một cạnh này nằm góc này, cạnh kia nằm góc kia. Nhưng mà sao? Mình sẽ sử dụng trường hợp tam giác bằng nhau. Nó tùy với những cái đề. Rồi. Thì đó là một cái muốn nói là gì. Khi mình được những cái tam giác bằng nhau thế này, mình sẽ suy ra được những cái lô này đây. Ví dụ như là cạnh, cặp cạnh này bằng cạnh kia tương ứng. Góc này bằng góc kia tương ứng. Mình nhớ là gì? Khi mà mình viết bất kỳ một cái tam giác nào bằng đồng dạng, bằng bằng nhau, thì mình phải nhớ là viết theo những cái, viết theo những cái mà cặp mà nó bằng nhau. Ví dụ như là mình có là gì? A đi trước tới B tới C thì mình phải là DEF. Tại sao AB bằng với DE, BC bằng với EF và AC bằng với DF? Để chi mình sau này mình không bị lộn giữa cái cặp bằng nhau, giữa cặp cạnh bằng nhau. Và anh muốn nhắc thêm là mình chỉ có 4 trường hợp được dùng để chứng minh tam giác bằng nhau thôi nha. Đó chính là đầu tiên là thằng gì? Sai nè, là gì? Cạnh. Thứ hai là gì? Cạnh góc cạnh. Thứ ba là gì? Góc cạnh góc. Thứ tư là gì? Góc cạnh. Được chưa? Chứ mình không hề có hai thằng này, không bao giờ được sử dụng cái này. Góc là sẽ không bao giờ bằng nhau được. Nó có thể là cùng giống cái hình dạng như một thằng to hơn một thằng nhỏ hơn. Đó. Và cái trường hợp tiếp theo là gì? Cạnh góc. Mình không được dùng hai trường hợp này. Hãy dùng hai trường hợp này để mình chứng minh tam giác bằng nhau. Rồi nhắc lại, chứng minh tam giác bằng nhau mình chỉ có 4 phương pháp duy nhất. Thứ nhất là cạnh, thứ hai là cạnh góc cạnh, thứ ba là góc cạnh góc, thứ tư là góc góc cạnh, chứ mình không hề có góc và cạnh góc. Mình hãy nhớ mình phân biệt cạnh góc với là cái thằng này. Cái thằng này nó là AAS chứ không phải là SSA. Mình phải lưu ý những trường hợp này để sau này mình đi thi
nó mà cái cho ra có vốn gốc là chứng minh tam giác đồng, tam giác bằng nhau, đó chính là sai.